Hello, xin chào anh em. Hôm nay là một rổ gồm gần 20 chiếc máy ảnh rơi vào tầm khoảng độ trên dưới 5 triệu giới thiệu cho các bạn đây. Nói là trên dưới 5 triệu nhưng mà có một số cái nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 4 triệu 3, 4 triệu rưỡi. Nhưng mà có một số cái nó lại rơi vào tầm khoảng 5 triệu 4 đến 5 triệu 5. Và những cái chiếc máy ảnh trên dưới 5 triệu thì Sony nó sẽ có góp mặt của ba đại diện. Là một chiếc A5000, Sony Alpha Nick 5R, Nick 5T. Đối với Canon thì nó sẽ có một cái đại diện là Canon M10. Fuji thì nó sẽ có XA10. Thực ra Fuji nó có cả XA2 nữa, nhưng mà hiện tại mình chỉ có XA10 ở đây thôi. XA10 có 3 chiếc ở đây các bạn ạ, 3 chiếc màu đen các bạn có thể nhìn thấy. Đặc điểm chung của những chiếc máy này là đều là màn hình lật 180 độ về phía trước này. Đây là một cái công nghệ mà các bạn cần phải có với những cái chiếc máy nhỏ gọn, vì là chúng ta có thể là mua những chiếc máy này để quay phim, hoặc là chúng ta có thể chụp selfie cùng với bạn bè kiểu như này, chúng ta giơ tay lên chúng ta chụp, đúng không ạ? Hơn thì nữa là tất cả những chiếc máy ảnh mà mình đang giới thiệu ở đây ấy, trên dưới 5 triệu này nó đều có wifi cả. Chúng ta có thể chụp xong chúng ta share ảnh lên trên điện thoại thông qua những cái app của những hãng. Ví dụ Sony nó có một cái app riêng, Fuji nó có một cái app riêng, Canon M10 nó lại có một cái app riêng của Canon. Việc này nó sẽ rất là hữu ích, đặc biệt nếu các bạn nào mà kiểu không biết chỉnh sửa màu sắc trên máy tính ấy, các bạn có thể là cho ảnh này lên trên điện thoại này. Chúng ta chỉnh thông qua những phần mềm thứ ba kiểu như CapCut hoặc là những phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên dụng mà các bạn hay dùng ở trên điện thoại, rất là dễ dàng luôn. Và những cái chiếc máy này có một cái độ phân giải nó chạy từ khoảng độ có máy ví dụ 16 megapixel, ví dụ như XA10 hay là Sony Nick 5R, Nick 5T 16 megapixel. Canon M10 thì nó 18 megapixel, hay là A5000 nó rơi vào tầm khoảng 20 megapixel. Số megapixel ấy, như mình đã nói ở một cái video ấy, các bạn có thể để ý thấy là nó cũng không quá quan trọng cho thời điểm hiện tại. Nếu trong trường hợp các bạn, đặc biệt là các bạn post lên trên mạng xã hội ấy, nó sẽ đều co về rơi vào tầm khoảng độ ảnh 20 đến 5 mê là căng. Vì vậy 16 hay 18 hay 20 mê nó cũng không quá quan trọng. Quan trọng ở đây là những cái thao tác máy cũng như là cái ngoại hình máy mà các bạn có thể là cân nhắc. Cái vấn đề về điểm mạnh và điểm yếu của những cái chiếc máy này thì mình cũng đã có một cái video nói rất rõ về trong cái khoảng là trên dưới 5 triệu các bạn chọn mua máy nào cho nó phù hợp. Mình sẽ kéo cái video đấy ở phía dưới cái video này để cho các bạn có một cái nhìn nó khách quan nhất. Còn trong đây mình chủ yếu để nói về mức giá cũng như là ngoại hình của tùy từng cái. Ví dụ như ở trong đây có một chiếc Sony Alpha Nick 5R. Đâu rồi? Để mình đi tìm. Đây một chiếc Sony Alpha Nick 5R này. Chiếc máy ảnh này thì về cơ bản mình thấy là nó cũng có ngoại hình nó rơi vào tầm 95% cũng được. Nhưng tuy nhiên cái màn hình của nó này, nó có rất là nhiều những vết xước các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Mình không biết là chủ cũ người ta sử dụng như thế nào. Đối với cá nhân mình đoán nhé, thì cái chiếc máy ảnh này người ta không dán màn hình này. Sau đó người ta lại cho vào túi sách, xong ở trong túi sách người ta nhét vào chìa khóa, rồi nhét vào một số những vệt cứng. Thế chúng ta cho vào túi sách cọ đi cọ lại thì nó sẽ thành ra một số những vệt như thế này. Thế đâm ra là nhìn cái chiếc máy nó bị xước màn như thế này. Với một cái ngoại hình gọi là hình thức khá như thế này nhưng mà màn hình bị xước. Do vậy cái chiếc máy này nó chỉ có mức giá nó rơi vào tầm khoảng độ 4 triệu 3 mà thôi. 4 triệu 3 kèm cả ống kính rồi nhé. Anh em nào mà đang hôm nọ mà đang hỏi những chiếc Nick 5R, Nick 5T mà hỏi đúng cái lúc mà mình đang có những cái chiếc Nick 5R, Nick 5T hàng keng 99% này, báo giá 4 triệu 8, 4 triệu 9 anh em nhảy cẫng lên, thì đây có một cái chiếc máy nó chỉ có 4 triệu 3, ngoại hình hơi xấu một chút thôi nhưng nó đã rẻ hơn cho các bạn là 500.000. Về phần cứng thì bên mình vẫn cam kết cho các bạn là máy hoạt động bình thường và bên mình bảo hành 3 tháng ở phần cứng. Vẫn là Sony Alpha Nick 5R, Nick 5T, nhưng nếu chúng ta mà tìm một cái chiếc máy có ngoại hình nó khá hơn một chút, ví dụ như cái chiếc mình đang cầm ở đây chẳng hạn, màn hình thì không có vết xước sát nào, ngoại hình thì nó rơi vào tầm khoảng độ 97-98% như thế này, thì nó sẽ phải có mức giá nó rơi vào tầm khoảng 4 triệu 8 với cái chiếc Nick 5R hay Nick 5T đây. Nick 5R màu bạc như này. Tiện trong video này mình lại phải nhắc lại một lần nữa cho các bạn là Nick 5R và Nick 5T nó giống nhau hoàn toàn về thông số kỹ thuật, giống nhau hoàn toàn. Khác biệt duy nhất của nó là cái NFC. Cái NFC là một cái giao thức gần như là bây giờ rất ít người sử dụng. Còn về gọi là hình ảnh giữa Nick 5R, Nick 5T mà có thằng nào nó bảo là 5T ra sau ảnh nó sẽ đẹp hơn thì đấy là những cái thằng không có kiến thức. Mình đã nói rất rõ 5R, 5T nó giống y hệt nhau. Nó chỉ khác nhau đúng cái NFC là một cái giao thức không dây chuyển ảnh. Nhưng cái giao thức này nó không phổ thông và không thông dụng như Wi-Fi. Ví dụ như đây là một cái chiếc Sony Alpha Nick 5R gọi là đẹp keng. Line new 99.9%, các bạn có thể nhìn thấy đấy. Ui dồi ôi, cái con này thực sự mà rất hiếm khi về được những con mà ngoại hình nó còn keng như thế này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, ví dụ nhé, ở đây một chiếc 4 triệu 3, một chiếc 4 triệu 9 nhé. Chúng ta xem nào. Đấy. Đấy, mặt trên này, mặt trên cũng khá là ok này. Xem màn hình này. Đấy, màn hình con này xước chưa? Đấy, thấy chưa? Con này keng nhỉ, lại còn có cả miếng dán nữa. Mặt dưới thì sao? Mặt dưới nhìn nhá. Ui, mặt dưới con này có những vết xước sát ở đây này.
bóng bóng này, mờ sơn này, các thứ này, các góc mờ sơn đúng chưa? Đây cái chỗ bán cầm pin này, nhìn thấy mờ sơn chưa? Con này thì sao? Con này không có vết xước nào, đúng chưa? Đấy, nó phải như thế đúng không? Khi mà chúng ta so sánh như thế cái, chúng ta có đáng để chúng ta thêm tầm khoảng 400-500 nữa hay không? Đấy là tùy vào các bạn. Còn mình đã bảo rồi, phần cứng bên mình mới bảo hành 3 tháng phần cứng. Ví dụ như cái con máy màu đen này chẳng hạn. Một là các bạn ưa thích ngoại hình đẹp thì các bạn có thể cân nhắc. Cái thứ hai là ví dụ như là các bạn bảo là mua về để tặng cho người thân, cho gia đình hay cho bạn bè chẳng hạn ấy, thì bạn cần một chiếc máy ngoại hình đẹp một chút để chúng ta tặng đúng không? Ai lại đi lấy cái con 4,3 triệu này đi tặng cho người khác đúng không? Nó không ra một cái thể thống gì, kể cả tặng người yêu, tặng một con máy rồi. Biết là các bạn mua máy ảnh cũ rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta tặng một cái chiếc máy mà ngoại hình còn đẹp như mới 99% như thế này ấy, bỏ thêm tầm 400-500 nữa để chúng ta tặng thì có phải là nó vẫn có một cái gì đấy nó hơn không? Đấy là một cái chia sẻ cho các bạn là như vậy nhé. Còn M10 thì sao? M10 mấy cái chiếc máy ảnh này về cũng là hàng đẹp luôn nhé. Nó không phải là xấu. Đấy các bạn nhìn này. Đấy cái con M10 mà mấy con mà hàng gọi là 5,2 triệu, 5,3 triệu ấy, nó sẽ mất cái cao su ở đây. Hoặc là cái chỗ này này, nó dùng lâu nó chuyển sang một cái màu vàng, kiểu màu ngà vàng ấy. Còn cái con này ngoại hình nó còn keng và nó còn màu trắng vẫn còn nguyên thủy ở đây. Nhất là cái chỗ này bán cao su nó không bị bong này. Cái thứ hai là cái chỗ ở đây nữa này, nó không bị chảy cái cao su cái này ra. Cái len này thì hơi bẩn, sau khi làm video mình sẽ vệ sinh sạch sẽ cái len này đi cho nó sáng bóng lên. Với một con ngoại hình keng như thế này thì rõ ràng nó sẽ phải có mức giá khoảng 5,4 triệu đến 5,5 triệu rồi. Nếu anh em là không thích màu trắng hoặc là nghe thấy video mình làm như thế bảo là màu trắng nhỡ may về nó bẩn thì làm sao? Ok thì lại có một cái chiếc màu đen keng ở đây. Đây cũng vẫn còn cái nắp cao su ở đây. Đấy. Màn hình của mấy con M10 này nhá, mặc dù mấy cái con M10 này ra sau nhé, ra sau bọn Nik5R, Nik5T này, nhưng cái bọn Canon này nó mắc cái bệnh kinh niên, nếu các bạn mua máy ảnh về mà các bạn không sử dụng ấy, dùng lâu là màn hình của cái bọn này nó bị đen các góc, đặc biệt là mấy con Nik5R, Nik5T, mình bán từ trước đến nay mình chưa gặp một con máy ảnh nào nó bị đen màn hình cả, đen bốn góc màn hình ấy. Ở trong đây thì rất tiếc là tất cả những chiếc máy ảnh này thì không có con nào đen bốn góc để mình nói cho các bạn cả. Nhưng mà mình sẽ chụp cho các bạn một cái bức ảnh minh họa ở trên mạng nó gặp phải những cái con M10 bị đen bốn góc. Các bạn có thể nhìn thấy. Để tránh những cái trường hợp là bị đen bốn góc trên M10 thì các bạn cần phải thường xuyên chụp nó, bảo quản nó. Thì các bạn cần phải cho vào hộp chống ẩm. Lúc đấy thì màn hình không có hiện tượng bị đen góc nữa các bạn nhé. Fujifilm X10 ở đây mình cũng có 3 chiếc này. Ví dụ như cái con này nó chỉ có mức giá rơi vào tầm khoảng gần 5 triệu thôi. Tại vì các bạn nhìn này, đấy mặt dưới đáy này nó bị mờ một số những cái vết sơn ở đây. Mờ sơn ở đây là do cái nước sơn của bọn Fujifilm này nó mạ chrome trên cái lớp cốt đen, chứ không phải là cái con này bị va đập hay cấn móp. Các bạn nhìn cái góc của nó mà xem này, nó không phải là bị va đập cấn móp mà nó như kiểu mờ sơn. Đây các bạn mà ví dụ như các bạn có một cái túi máy ảnh nhé, các bạn cứ nhét máy ảnh ra nhét vào ấy thì cái chỗ này nó cọ vào vải. Thế là sau nó bị mờ bạc sơn kiểu như này đi. Ví dụ như cái con này chẳng hạn ấy, ngoại hình nó keng như thế này. Đây, 98-99% này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Nếu mà các bạn sử dụng giữ gìn chẳng hạn thì không bao giờ có cái chuyện mờ sơn ở đây. Với một cái ngoại hình như thế này thì nó phải có mức giá nó rơi vào tầm khoảng 5 triệu đúng không? Nó đẹp như thế này cơ mà. Do vậy mà máy ảnh cũ nó phụ thuộc khá là nhiều vào phần ngoại hình, các bạn cũng có thể là cân nhắc. À còn A5000 nữa này. A5000 ở đây thì cũng có mấy chiếc, ví dụ như cái chiếc máy này, ngoại hình còn rất là khá luôn. A5000 mình cũng so sánh với Nik5R, Nik5T rồi. Các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc cái con A5000. A5000 ở đây mình có 3 chiếc. Ví dụ như cái chiếc này chẳng hạn, ngoại hình nó gọi là hơi phai mờ một chút nhưng mà tổng thể vẫn còn khá là đẹp. Như cái con này kèm cả ống kính thì nó chỉ rơi tầm 4,6 triệu đến 4,7 triệu thôi. Khá là êm, đúng không? Có con này chẳng hạn, con này nó gọi là hơi xấu một chút thì thanh lý cho các bạn kèm với ống kính là 18-35 thì nó rơi vào tầm khoảng 4,4 triệu đi. Có wifi, màn lật chụp 20 megapixel, thay đổi được ống kính rất là nhỏ gọn luôn mà chất lượng hình ảnh không hề kém. Đấy, trên đây là chia sẻ cho các bạn một số những cái chiếc máy ảnh nó rơi vào tầm khoảng 5 triệu. Ở đây có rơi vào tầm khoảng độ gần 20 cái. Các bạn nào đang có nhu cầu và đang có ý định mua một chiếc máy ảnh trong cái phân khúc nó rơi vào tầm trên dưới 5 triệu thì chúng ta có thể cân nhắc ở một số những chiếc máy này. Tiện trong video này mình nói luôn nhé. Có một số bạn hay hỏi mình này, anh ơi tư vấn cho em một cái chiếc máy ảnh từ 3 đến 5 triệu. Thực sự từ 3 đến 5 triệu thì có rất nhiều các máy nó nằm trong cái phân khúc đấy, đa phần ở bên Sony. Nhưng nếu các bạn mà đang tìm một cái mức giá đấy thì thường mình mặc định sẽ giới thiệu cho bạn những cái chiếc máy rơi vào tầm khoảng 5 triệu như những cái chiếc máy ảnh mà mình đang giới thiệu cho bạn ở đây. Tại vì nếu mà mình lại gửi cho bạn 3 triệu xong lại 3,5 triệu, các bạn thể nào các bạn lại bảo là những cái con này nó sẽ có điểm yếu này, điểm yếu nọ, các bạn lại lên những cái chiếc 5 triệu này. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những chiếc máy cũ khác. À quên, các bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.